Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch Covid-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Hà Nội lái xe luồng xanh dương tính sars cov 2 sau khi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra vụ đón bé trai từ Nghệ An trở về Hải Phòng dương tính sars cov 2. Sự phạt đối tượng đưa tin chạy tiền mới tiêm vaccine COVID-19 ở Quảng Bình, tiếp xúc với F0, người phụ nữ F1 tự lột quần áo khi được yêu cầu đi cách ly. Người phụ nữ tỏa ngàn xương khi dừng đèn đỏ, hành động của cô khiến dân mạng kính nể. 31 triệu liều vaccine Pfizer sắp về Việt Nam, đề nghị thông quan nhanh nhất. Quan chức Indonesia nói thủ đô Jakarta đã đạt miễn dịch cộng đồng. Máy bay Ukraine bị cướp ở Kabul và bay tới Tehran. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hà Nội lái xe luồng xanh dương tính Sars-CoV-2 sau khi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca dương tính Sars-CoV-2 mới, trong đó có 23 ca tại cộng đồng và 28 ca tại khu cách ly, chùm sang lọc ho sốt 3 ca. Các ca dương tính có địa chỉ tại Hà Đông, Sóc Sơn và Thanh Trì. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 23 tháng 8 và có kết quả dương tính với COVID-19. Trùng liên quan thành phố Hồ Chí Minh 3 ca. Các bệnh nhân có địa chỉ tại Giáp Bát, Hoàng Mai là lái xe hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 23 tháng 8, xe luồng xanh. Sau đó đã đến khám tại Bệnh viện Nông nghiệp có test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính. Trùng ho sốt thứ phát 45 ca. Các bệnh nhân có địa chỉ tại Thanh Xuân 13, Đống Đa 13, Thanh Trì 8, Hoàng Mai 1, Bắc Từ Liêm 3, Hà Đông 1, Hai Bà Trưng 2, Thường Tín 2, Ba Đình 1, Đông Anh 1. Đáng chú ý trong số này có 3 trường hợp tại Bắc Từ Liêm là nhân viên của Viettel Post Bắc Từ Liêm được chuyển cách ly tập trung từ ngày 9 tháng 8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 23 tháng 8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính CDC Hà Nội thực hiện. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 2668 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1349 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1319 ca. Điều tra vụ đón bé trai từ Nghệ An trở về Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, yêu cầu công an thành phố điều tra, xác minh, xem xét khởi tố vụ án nếu đủ căn cứ về việc đón bệnh nhi từ Nghệ An về địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh này là cháu NDM, theo dịch tễ, cháu vào quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chơi dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Gần đây bé trai được chú đưa về Nghệ An và gặp mẹ là NTTH ngày 21 tháng 8. Dạng sáng 22 tháng 8, bé trai được gia đình đón từ Nghệ An qua chốt kiểm soát COVID-19 tại Cầu Nghìn, sau đó di chuyển về nhà tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Chiều cùng ngày, cháu NDM được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 23 tháng 8, lực lượng y tế Hải Phòng xét nghiệm lại xác định cháu bé dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa cháu NDM vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để cách ly điều trị. Liên quan đến bệnh nhi này, tối 23 tháng 8, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Lê Trân làm rõ trách nhiệm thực thể cá nhân liên quan trong việc để gia đình tổ chức đón cháu NDM mà không phát hiện để đưa đi cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Công an thành phố làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân chốt kiểm soát Covid-19 cầu nghìn để lọt bệnh nhi vào thành phố. Xử phạt đối tượng đưa tin chạy tiền mới tiêm vaccine Covid-19 ở Quảng Bình. Ngày 24 tháng 8, tin từ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý đối tượng HVN sinh năm 1983, ngụ khu phố 2, phường Ba Đồn, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện tài khoản Facebook mang tên BonBon đăng tải bài viết với nội dung phải chạy tiền mới được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Thông tin trên đã gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành vào cuộc xác minh và khẳng định việc tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai thực hiện theo các kế hoạch của tỉnh Quảng Bình, hoàn toàn không có chuyện phải chạy tiền để tiêm như Facebook Bonbon đã đăng tải. Tại cơ quan công an, ông HVN là chủ tài khoản Facebook Bonbon thừa nhận, do sự thiếu hiểu biết, không tìm hiểu kỹ thông tin nên đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên Facebook. Công an thị xã Bà Đồn đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu giám đốc công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt ông HVN với số tiền 5 triệu đồng. Tiếp xúc với F0, người phụ nữ F1 tự lột quần áo khi được yêu cầu đi cách ly. Theo thông tin ban đầu sự việc trên diễn ra vào tối qua 23 tháng 8 tại thôn 2, xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào khoảng thời gian trên, khi phát hiện bà HTH trú tại thôn 2, xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, có tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2 đã được công bố trước đó trên địa bàn, lực lượng chức năng đã tới nhà đề nghị bà H đi cách ly tập trung theo quy định. Mặc dù đã được lực lượng công an xã kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng bà HTH không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động khiếm nhã như tự lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã Diễn Kỳ sau đó đã phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa bà Hát đi cách ly tập trung theo quy định. Người phụ nữ tỏa ngàn xương khi dừng đèn đỏ, hành động của cô khiến dân mạng kính thể. Khi số ca nhiễm COVID-19 lên tới hơn 10.000, số ca không qua khỏi vẫn ngày một tăng lên, khiến nhiều người sống trong lo sợ. Rồi một ngày mình cũng vô tình bị nhiễm bệnh. Trước tình hình này, rất nhiều người đã có ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng, chẳng hạn như đeo khẩu trang khi ra đường, thực hiện nghiêm các chỉ thị của chính phủ. Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cách một người phụ nữ tự bảo vệ mình khi đi ra đường. Đoạn video cho thấy khi dừng đèn đỏ tại một ngã tư đường, chị đã dùng bình xịt xịt lấy xịt để khu vực xung quanh. Một khi có người tới gần mình, chị cũng đưa bình xịt ra xịt. Trước hành động không giống ai của người phụ nữ, người quay lại đoạn video đi ở phía sau chiêu chọc xịt đi, xịt tán loạn âm binh kìa, xịt nữa đi, rồi cười hà hê một cách thích thú. Sau đó một người khác lên tiếng thắc mắc, nước hay cồn mà xịt nhiệt tình vậy. Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Một số người chê trách người quay lại đoạn video vì hành động này chẳng có gì đáng cười cả, trong khi số khác lại kính nể hành động của cô. 31 triệu liều vaccine Pfizer sắp về Việt Nam đề nghị thông quan nhanh nhất trong công văn khẩn ngày 23 tháng 8 gửi các cơ quan liên quan về việc hỗ trợ thông quan vaccine phòng COVID-19 do Pfizer sản xuất, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trong năm 2021, cơ quan này sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vaccine Pfizer BNT 162B2 ngừa COVID-19 của hãng Pfizer BioNTech Việt Nam đặt mua trước đó. Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cam kết thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định về xin giấy phép nhập khẩu cũng như các yêu cầu khác của Bộ Y tế khi nhập khẩu vaccine COVID-19. Theo đó, vaccine cần đảm bảo duy trì nhiệt độ âm sâu theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển, đảm bảo quá trình thông quan nhanh nhất để không ảnh hưởng đến thời gian lưu trữ trong kho lâu, ảnh hưởng đến nhiệt độ bảo quản, đảm bảo phải được bổ sung đá khô lạnh vào quản vaccine trường hợp khẩn bị hao đá, khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa trừ trường hợp có yêu cầu khẩn đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp bắt buộc phải mở kiểm, cần phải đảm bảo thời gian mở kiểm không quá 3 phút. Theo Bộ Y tế, trong tháng 8, tháng 9, mỗi tháng dự kiến có thêm khoảng 10 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Quan chức Indonesia nói thủ đô Jakarta đã đạt miễn dịch cộng đồng. Phó thống đốc Jakarta Ahmad Rijia Pachia hôm 22 tháng 8 nói với các phóng viên rằng Thủ đô của Indonesia đã trở thành vùng xanh và đã đạt được miễn dịch cộng đồng, phát biểu của quan chức trên được đưa ra trong bối cảnh vào tuần trước Jakarta phải căng mình đối phó với làn sóng lây lan mạnh của biến chủng Delta. Phần lớn tháng 7, thủ đô của Indonesia ghi nhận số ca bệnh tăng vọt, bệnh viện quá tải, thiếu oxy, nhiều bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nhà. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, số ca bệnh giảm mạnh trong khi tỷ lệ tiêm chủng đã tăng lên. Ví dụ, ngày 12 tháng 7 Jakarta ghi nhận 14.600 ca COVID-19, nhưng con số thống kê ngày 22 tháng 8 là 700. Phó Thống đốc Jakarta viện dẫn tỷ lệ tiêm chủng cao ở thủ đô Indonesia là yếu tố giúp ca COVID-19 ở đây giảm mạnh. Tại Jakarta, hơn 54% người dân đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi và hầu hết dân số đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Trong khi đó, trên cả nước, có 11% người dân tiêm chủng đủ hai mũi kể từ khi Indonesia bắt đầu chương trình tiêm chủng toàn dân vào tháng 1. Jakarta, thành phố 10 triệu dân, chủ yếu tiêm chủng cho người dân bằng vaccine Sinovac, trong khi một số người được tiêm vaccine AstraZeneca và Sinopharm. Máy bay Ukraine bị cướp ở Kabul và bay tới Tehran. Bộ Ngoại giao Ukraine vừa cho biết, ít nhất 50 công dân nước này không thể được sơ tán khỏi Afghanistan. Xin nhắc lại rằng, trước đó máy bay vận tải hạng nặng I-176MD của Bộ Quốc phòng Ukraine đã được gửi đến Kabul để sơ tán người dân Ukraine và cung cấp hỗ trợ cho các nước NATO. Trong thông điệp của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Yevgeny Jenin cho biết, Hiện tại, việc sơ tán hoàn toàn người Ukraine khỏi Afghanistan vẫn chưa được thực hiện. Cụ thể là xảy ra trường hợp khẩn cấp khi một nhóm người có vũ trang không rõ danh tính đã cướp chiếc máy bay Ukraine được gửi đến Kabul. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine thông báo, máy bay của chúng tôi đã bị cướp vào hôm Chủ nhật. Những người đàn ông có vũ trang leo lên phi cơ. Họ có vũ khí cá nhân và súng máy. Họ đã nắm quyền kiểm soát máy bay. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine còn chỉ ra rằng Tổng cộng 3 nỗ lực đã được thực hiện để đưa công dân nước này ra khỏi Afghanistan, nhưng tất cả đều thất bại. Còn tại Iran, hiện tại chính quyền Tehran không bình luận về thông tin liên quan đến việc một máy bay đặc biệt của Ukraine vừa tới nước này, mà theo quan chức Ukraine, chiếc máy bay này đã bị bắt cóc từ sân bay Kabul. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo